2005 2005. Trước kia cũng xây bằng đá luôn không? thì cột đá này còn nguyên bản, bây giờ chỉ trùng tu cái mái với lại các cái thứ sân sướng với lại ngoài, còn cột đá này còn nguyên bản ngày xưa đấy. Cục đá này bằng khắc bằng đá hả ông? Bằng đá ấy, Vào khoảng thế kỷ thứ 13 là khắc bằng đá như vậy bằng đúng không? đá như vậy đấy, mà ngày xưa các cụ có máy móc gì đâu, làm bằng thủ công, bằng tay thôi. Tất cả cái cục đá luôn hả ông? Còn Bàn bàn, nào còn như bàn như thế bàn này. đấy cũng từ ngày xưa đấy, bàn đấy từ ngày xưa của nhà Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Hôm nay, Lý Hương sẽ dẫn quý vị đi đến một ngôi đền. Đây là một ngôi đền nằm trong thôn Vân Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Du lịch chuyến Tây Bắc của Lý Hương có ghé qua Ninh Bình. Ninh Bình được mệnh danh là một vịnh Hạ Long trên cạn. Đây cũng là ngôi đền nằm trong quần thể du lịch Tam Cốc Bích Động rất là nổi tiếng ở Hoa Lư, cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đó chính là đền Thái Vi. Đền Thái Vi là một ngôi đền nằm trong thôn Vân Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Và nơi đây là nơi thờ các vị vua thời nhà Trần cũng như là các tướng lĩnh như là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông. Các tướng như là Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải và Hoàng hậu Thuận Thiên. Ở thế kỷ 13, triều Trần là một trong những vương triều hùng mạnh và thịnh trị nhất của chế độ phong kiến Việt Nam. Với 175 năm tồn tại và phát triển, vương triều Trần đã có những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Nhưng nổi bật nhất là chiến công hiển hách 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông. Và để tưởng nhớ đến các vua Trần đã lập nên hành cung Vũ Lâm, sau khi vua băng hà, nhân dân thôn Vân Lâm đã dựng đền Thái Vi trên nền đất cũ trước đây, đã dựng am Thái Vi, tên là Thái Vi Từ, gọi là Thái Vi vì đó là nơi hoàng đế nhà Trần xuất gia. Nếu có dịp đến đây du lịch thì quý vị thật sự không thể cưỡng lại với vẻ đẹp của thiên nhiên tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây. Có thể nói nơi đây là một nơi sơn cảnh hữu tình, rất hùng vĩ và an yên. Trước đền thì có giếng ngọc xây bằng đá xanh, sau đền là dãy núi đá Cấm Sơn. Phía ngoài của nghi môn, hai bên có đặt 2 con ngựa bằng đá xanh nguyên khối. Qua nghi môn có các chuông làm bằng gỗ lim, các mái lợp ngói mũi hài. Ở đây treo một quả chuông đúc từ năm Chính Hòa thứ 19. Đối diện với các chuông theo đường chính đạo là tháp bia và 3 tấm bia dựng hai bên. Tháp bia 4 mặt ghi công đức của những người có công cúng tiến xây dựng đền. Đường chính đạo và sân rồng đều lát đá xanh. Sân rồng rộng khoảng 40 mét vuông. Hai bên sân rồng là 2 dãy nhà vọng, nơi xưa kia các cụ bàn việc tế lễ. Từ sân rồng bước theo các bậc đá có độ cao khoảng 1,2 m là đến ngũ đại môn, tức là 5 cửa lớn. Có 6 hàng cột đá tròn song song, đều được chạm khắc nổi Long Vương chầu vào chính diện. Mặt ngoài các cột đá đều chạm khắc các câu đối chữ Hán. Các xà hiên cũng làm bằng đá, chạm khắc Lưỡng Long chầu Nguyệt. Qua 5 cửa lớn là đến Năm Gian Bái Đường Uy Nghi, cũng có 6 cột đá vuông chạm khắc các câu đối ở mặt ngoài. Các mặt khác chạm khắc nổi Long, Ly, Quy, Phượng, Cá Chép, Hóa Rồng. Và tiếp theo là 3 gian trung đường với 2 hàng cột đá tròn, mỗi hàng 4 cột đều được chạm khắc nổi Long Vân. Ở đây đặt nhang án đá, hai bên có đôi hạc gỗ cao hơn 2 mét và 2 bộ chấp kích thờ Sơn Son Thiếp Vàng. Qua trung đường
Vào năm Giang Chính Tẩm cũng có 8 cục đá tròn được chạm khắc nổi, cầm kỳ thi họa. Di tích Am Thái Vi hiện còn đến nay là một khu đất rộng khoảng 6 sào. Xung quanh có lũy đất, ở giữa là ngôi đền. Trong cung khám của Chính Tẩm ở giữa là tượng thờ Trần Thái Tôn, Trần Thánh Tôn, Trần Nhân Tôn, Trần Anh Tôn và các tướng thời nhà Trần như Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải và Hoàng hậu Thuận Thiên. Như thế, đền Thái Vi thờ 4 đời vua nhà Trần. Hai bên tả hữu là hai tượng kim đồng ngọc nữ đứng hầu nhà vua. Về kiến trúc của đền thì theo lối nội công ngoại quốc, uy nghi trầm mặc, với nhiều công trình bằng đá được chạm khắc công phu tỉ mỉ, đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, với những đường nét rất uyển chuyển, tao nhã như là chạm gỗ. Phía sau đền Thái Vi nguy nga trầm mặc, với hai mắt rồng ở hai bên. Tương truyền đây là hai hố sâu đổ đất đá vào cho đầy. Một thời gian sau đất lại trũng xuống, không bao giờ bằng mặt đất. Tại khu di tích đền Thái Vi còn có một am nhỏ là nơi vua Trần Thái Tông đã cho lập lên và ở đó tu hành trong thời gian cuối đời. Và theo lệ thì hàng năm cứ đến ngày 14 tháng 3 âm lịch, lễ hội Thái Vi được tổ chức và coi là ngày quốc lễ. Đây là dịp để nhân dân Ninh Bình và nhân dân cả nước tưởng nhớ công lao to lớn của các vị vua nhà Trần. Và đấy là những thông tin của đền Thái Vi, Lý Hương tổng hợp nguồn Internet. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng với Lý Hương tham quan một vòng đền Thái Vi, nơi mà Lý Hương đã có dịp đến và tham quan cách đây đã khá lâu. Và xin mời quý vị cùng tìm hiểu nhé. Ánh hào quang của vương triều nhà Trần mãi mãi tỏa sáng, làm rạng rỡ cho non sông đất nước. Thái Vi Linh Từ, nơi thờ tự linh thiêng của vương triều Trần, do Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của vương triều nhà Trần, xuất gia vi hành lập ra năm 1273, thế kỷ 13. Sát Thái, uy thanh hạp hữu khiếm, trung quân tâm sự trưởng vô thuần. Lý Hương đang có mặt tại đền Thái Vi. Thời các vị vua thời nhà Trần vào thế kỷ thứ 13. Của vùng đất Ninh Bình. Đây là phía trước của điện của đền. Đây là cổng chào của điện, cổng tam quan bằng đá và được chạm khắc rồng Thái Vi Linh Từ. Chỗ đây thì khách tham quan cũng thường ghé vài giây vài phút trong cái chuyến tham quan đi Tâm Cốc. Còn đây là phía ngôi chính điện. Hai bên là có hai cái chuông.
nhà tứ giác hai chuông. Đối xứng hai hồ nước hai bên. Trong chính giữa với chờ thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông hả ông? Phật Hoàng Trần Nhân Tông sau khi ngài bỏ Thăng Long vườn không nhà trống về đây lập căn cứ địa ra quân đánh giặc Nguyên Mông xong thì ngài mới từ đây ngài lên Yên Tử. Dạ. Đây là cái nơi xuất xứ xuất quân đầu tiên. Ngay tại đây luôn hả? Vâng. Ngài về đây ngài bỏ Thăng Long vườn không nhà trống về đây lập căn cứ địa ra quân đánh giặc Nguyên Mông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông là ông là người sáng lập cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đấy. Dạ. Yeah. Ông là người gốc ở đâu ông? Ai cơ? Phật Hoàng. Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì quê hương của ngài ở Thái Bình. Dạ. Yeah. Quê hương của ngài ở Thái Bình. Ông biết lý do tại sao mà ông lại chọn đất Ninh Bình làm căn cứ không? Về sau cái cuộc kháng chiến của Nguyên Mông lần thứ nhất ở Đông Bộ đầu dốc Hoàng Tan Hà Nội thắng lợi. Thì vua Trần Thái Tông mới nhường ngôi cho con bởi vì ngài là một triều đại văn võ kiên toàn. Ngài nhận định cái bọn đế quốc Nguyên Mông nó thua trận đầu nhưng âm mưu của nó là chưa từ bỏ đất nước Đại Cồ Việt mà mình muốn đánh thắng thì mình phải có một cái căn cứ để củng cố quân lương. Chứ ở Hà Nội thì làm sao có quân lương được. Yeah. Ngài mới nhường ngôi cho con, ngài về đây, ngài lập căn cứ địa ra đây với chiêu dân lập ấp với củng cố quân để đánh được chứ. Nên ngài về đây ngài củng cố quân đây, Thái Vi là một cái mảnh đất địa linh nhân kiệt, là cái nơi nhà Trần xuất quân ra đầu tiên đánh giặc Nguyên Mông. Mảnh đất địa linh nhân kiệt. Đây ngài ngự cái mảnh đất đây gọi là mảnh đất quần sơn hội tụ, xung quanh là núi non. Câu đối ở ngoài đấy các cụ có đề là Thảo Tú Sơn Liên Vô Song Thánh Địa Hoa Hoàn Thì Nhiễu Đệ Nhất Tiên Châu, tức là trên đất nước mình có một chứ không có hai. Đền đây là từ năm kháng chiến chống Pháp năm 50, năm 51 ông học ở đây. Máy bay nó bỏ bom ngày mấy trận nhưng có quả bom là trúng vào đền đâu. Cột đá đây là còn nguyên bản ngày xưa. Dạ. Yeah. Đền mình là trùng tu lại vào năm mấy vậy ông? Trùng tu từ năm 2005. 2005. Trước kia cũng xây bằng đá luôn không? Thì cột đá này còn nguyên bản, bây giờ chỉ trùng tu cái mái với lại các cái thứ sân sướng với lại ngoài, còn cột đá còn nguyên bản ngày xưa đấy. Dạ. Yeah. Cột đá này bằng khắc bằng đá hả ông? Bằng đá. Vào khoảng thế kỷ thứ 13 là khắc bằng đá như vậy đúng không? Bằng đá như vậy, nên mà ngày xưa các cụ có máy móc gì đâu, làm bằng thủ công. Dạ. Yeah. Làm bằng tay thôi. Tất cả cái cột đá luôn á ông, còn bàn. Còn như bàn như bàn thế này. Bàn đấy cũng từ ngày xưa đấy các bạn ạ. Ngày xưa cái nhà ngán. Dạ. Đá mình là đá đá núi đó hả? Thank you.
bên hai dãy nhà này là những cái tấm bia. Cửa đền có giếng vàng chứa ngọc bạch ngọc trước cửa đền. Bốn mùa trong vắt như gương, theo sách Thái Viêu Quốc Tế Ngọc Ký chi biết, sau khi kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ nhất năm 1258 Tân Lợi, vua Trần Thái Tông lúc đó vừa tròn 41 tuổi, người đã kể lại rằng đâu rồi? Sau cả cung điện vàng son, những ngọc ngà châu báu, nhường ngôi cho con là Thái tử Hoàng, đến vùng núi Vũ Lâm dựng nên cung điện tu hành. Nơi đây lúc ban đầu chỉ là nơi thiền đạo của vua Trần, sau trở thành căn cứ địa chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai năm 1285 của triều Trần tại phủ Trường An, nay là tỉnh Ninh Bình. Cùng với thời gian tồn tại, những dấu tích xa xưa ấy còn lưu trên vách đá của sông núi này. Đến đây ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ của một vùng non xanh cẩm tú nhưng am động ảo huyền, mà ta còn được chiêm ngưỡng những nét văn hóa tâm linh đặc sắc của thời Trần, với những công trình kiến trúc nghệ thuật của đền đài Thái Vi của người xưa mang đậm bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo và giàu sức hấp dẫn. Những cục đá này theo như ông cụ ông trong coi đền thì là những cục đá từ thế kỷ 13 đấy quý vị. Chỉ trùng tu năm 2010 là cái phần mái ngói thôi. Còn cái cục đá này là rất là xưa.